Thưa quý vị, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ hai thì không chỉ làm ảnh hưởng đến con người mà nó đã chặn đứng đà hồi phục kinh tế ở tại châu Âu. Phải đợi đến năm 2023 nên kinh tế châu Âu mới hy vọng là quay trở lại mức tăng trưởng trước khi dịch ập đến. Trong dự báo mới nhất, Ủy ban châu Âu cho hay nền kinh tế khu vực đồng euro chỉ tăng trưởng 4,2% trong năm sau, giảm so với mức dự báo 6,1% hồi tháng 7. Ủy ban châu Âu EC cảnh báo tốc độ hồi phục các nền kinh tế EU có thể chậm hơn so với dự báo. Những tháng tới là giai đoạn đầy thách thức với tất cả các thành viên EU, đòi hỏi sớm có đồng thuận nội bộ về kế hoạch phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ euro các thành viên EU được khuyến nghị chuẩn bị và triển khai các kế hoạch cải cách, đầu tư nhằm hỗ trợ phục hồi và chuyển đổi nền kinh tế. Tình trạng xuống cấp của hệ thống y tế đang làm tăng nguy cơ về một đợt suy thoái kép tại 19 quốc gia khu vực đồng euro. Kinh tế khu vực sụt giảm 12,7% trong 9 tháng đầu năm 2020, dưới quý 2 giảm 11,8% và là mức độ chưa từng có. Tại Pháp, các hoạt động kinh doanh được dự báo bị giảm khoảng 15% nếu phong tỏa được áp đặt. Tại Tây Ban Nha, đã phục hồi kinh tế được ghi nhận trong quý 3, song sản lượng kinh tế vẫn thấp hơn 8,7% so với mức một năm trước. Đợt phong tỏa lần thứ hai có thể khiến nền kinh tế Đức thiệt hại khoảng 19,3 tỷ euro. Berlin dự kiến chi 10 tỷ euro để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt phong tỏa mới.